哎呀mới riêng một chén này anh Quang cầm súng hơi ông già đi bắn nhau đi ăn mất chứ đi đánh nhau thì thực sự anh em là đói là phải ăn không ăn không tí ạ không chạy được anh Quang béo không chạy được anh em ạ thì tiếng đi vào nhà Hoàng em một cân tem thôi anh em nhá để mọi người ăn riêng ai
Diễn Anh. Đấy là bài gì? Con chú tao là một cuối. Chắc đó chưa nhờ. Mày út vừa. Thằng nó gọi nhá mày đi. Ê, chết này hảo rồi. Vâng gọi. Mày cho anh tuyến không cho anh cốc đá cho anh. Mày cho anh tuyến cốc đá và cốc nước cho anh. Nhanh, ok. Mày đỉnh vãi thề luôn. Mà anh uống nước trà chanh đi, uống trà chanh. Đây, uống của anh Tuyến được. Đúng rồi, đéo thì nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá một con người. Đúng rồi anh ạ, chuẩn nét luôn. Đúng rồi, bé con mà uống ác quá tính. Khỏe anh nhờ. Anh đéo đu được nói em. Không, anh của anh mà. Không. Phá súng ấy. Quay gì? Anh sai rồi, anh kia rồi nhỉ? Anh em nhá.